Chúng ta làm câu có mã số là 4911. Ở đây người ta cho hỗn hợp X gồm có hai amin no đơn hở đồng đẳng kế tiếp và hai hydrocarbon mật hở đồng đẳng kế tiếp. Hai hydrocarbon mật hở có cùng số nguyên tử hydro trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn tôi chế hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp thì thu được CO2 nước. Ok, yêu cầu chúng ta là hỏi amin có phân tử khối lớn hơn. Rồi chúng ta nghe kỹ. Hỗn hợp chúng ta bây giờ gồm có chất A này là CnH2n cộng 3n to. Hai amin no đơn chất mật hở kế tiếp thì đen n trung bình. Thằng này cho là amon đi. Chúng ta lưu ý cho thầy là ở đây người ta cho hai hydrocarbon mật hở có cùng số hydro nha, có cùng số hydro. Cái câu kiểu câu hỏi này mình đã gặp rồi, nhưng mà nó không phải cùng số hydro mà cùng số carbon, khác nhau một xíu. Như vậy hai hydrocarbon bây giờ mình đặt là B và C. Thằng tiếp theo mình đặt là CmHx và thằng này là CtHi. Xin lỗi, HX luôn vì cùng carbon mà. Thằng này là amon. Bây giờ thằng này là B, thằng này là C. Chúng ta đi đốt cháy bằng oxy thu được CO2 nước và nitơ. Tổng số mol ở đây người ta cho chúng ta là đây là 0,25 mol X oxy 08775 068 CO2 0,025 nitơ. Rồi bây giờ chúng ta có như sau. Đầu tiên hiển nhiên em tìm được A. Khi tìm được A thì chỗ có vị trí này chúng ta đừng đặt nó là gì, đừng đặt nó là ABC nữa mà chúng ta bỏ đi, bởi vì có mol chúng ta tận dụng còn hai ẩn thôi. Như vậy cái số mol thằng đây là 0,025 nhân cho 2 thì mol A ở đây là bằng 0,05. Bây giờ bỏ toàn nitơ, khi đó đặt A đây là A, đây là B cho nó dễ. Rồi hiển nhiên ở đây em sẽ có đó là có mol CO2, mol oxy. Rồi em bảo toàn oxy tính cho thầy mol nước bằng bao nhiêu? 0,395. 0,395. Rồi CO2 nước có, hỗn hợp có thì hiển nhiên tính được gì trung bình đúng không? Mình tính được C trung bình bằng bao nhiêu và tính được H trung bình bằng bao nhiêu? Em lấy 0,68 chia cho 0,25. 2,72. 2,72 là C trung bình. H trung bình em ơi. Lấy 2 nhân cho 0,395 chia cho 0,25. 3,16. Nãy qua nhân 2 nha. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta đánh giá này. Đánh giá nha. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào, một là giờ H trung bình, hai là dựa vào C trung bình. Được chưa? Chúng ta hiểu hai hydrocarbon này người ta cho là gì? Cứ cùng số hydro thôi. Như vậy số carbon chắc chắn phải là khác nhau rồi. Được chưa? Mà chúng ta có này, ở đây chúng ta có H trung bình là bằng 3,16. Có thể đánh giá được như sau: H trung bình bằng 3,16. Cái N trung bình đây tối thiểu là bằng 1 phẩy mấy, tức là N nhỏ nhất đây là bằng 1. Như vậy cái N của chúng ta là không thể là, do nó sẽ không rơi vào, ở đây là bằng 3,16 đúng không em? Đúng không ạ? H trung bình bằng 3,16. Như vậy phải có một thằng lớn hơn 3,16 và có một thằng nhỏ hơn 3,16. Nhưng hai ở chỗ là gì? Mấy thằng này là gì? Mấy thằng này là gì em ạ? Mấy thằng này là gì? Là cùng H. Đó là yếu tố cực kỳ lợi thế của chúng ta. Được chưa? Như vậy dựa vào đây mình biết được là gì? H trung bình của thằng này này, H trung bình của thằng này, một thằng H5 giả sử là CH5N và C2H7N thì cái H trung bình của chúng ta chắc chắn là lớn hơn bao nhiêu? 3,16. Đúng không em? Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Sẽ có một cái H trung bình, được chưa? Nhỏ, có số hydro nhỏ hơn 3,16. Được chưa? Và ở đây chúng ta có thể suy ra được chỉ có thể là x bằng 2 thôi. Tức là hai thằng này đều có C mấy, đều có H2 cả. Được không em? H2 á chia đến bằng 2 thì bây giờ nó có hai trường hợp. Nghe kỹ. Thằng này là CH2 và thằng này là CH2. Đúng không em? Bây giờ nếu vì chúng ta biết là để tồn tại được H2 thì nó sẽ từ C2, C3,
C4 có thể C5, nhưng ở đây người ta cho hỗn hợp khí. Vì hỗn hợp khí do đó M này và T này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đó. Như vậy mình chọn thằng này là bằng 2. Nếu thằng này bằng 3 thì như thế này. Bằng 3 thì nó là C3H2. Được chưa? Mình sẽ nháp vào đây. Nếu cái thằng T bằng 3 thì nó là gì? C3H2. Tính K cho thầy bằng bao nhiêu? À, lấy 3 nhân cho 2. 2S4 nè. 2S4 trừ đi S1 trừ 2 cộng 2. Tất cả chia 2. Thì K thằng này bằng 3. Rã đều 3C ra. K bằng 3 thì đây là 1B. Đây 2B nữa là 3B. Cái đó carbon ở giữa này hóa trị 5. Như vậy trường hợp này chúng ta loại. Được không em? Loại thì chỉ có thể là C4 thôi. Hết. Được không em? Rồi hết rồi đó. Khi đó chúng ta biết được. Bây giờ yêu cầu chúng ta là tìm gì? Tìm amin có phân tử khối lớn hơn trong X. Rồi. Thì tới đây mình làm được không ạ? Rồi K của thằng này bằng bao nhiêu? K đây bằng bao nhiêu? Đây là K1 đi. K1 chắc chắn bằng 0, N là bằng 1 này. K thằng này là bằng 2. K này bằng bao nhiêu em ơi? Đây K2 này. Đây K3. Đây là K3 nha. 2 nhân 4. 2 nhân 4 là trừ đi 2 cộng 2 tất cả chia 2 thì K thằng này bằng 4. Rồi, xong rồi đó. Được chưa? Xong rồi đó. Rồi mình để ý cho thầy một chút xíu nữa, chút xíu nữa. Thằng này C trung bình là 2,72. Có một thằng nhỏ hơn, thằng lớn hơn rồi. Cái N trung bình này hơi khó đoán, do đó chúng ta phải làm đầy đủ. Chúng ta cần tìm N trung bình nữa là xong. Mình có A cộng B. Sẽ lấy tổng là 0,25 trừ đi 0,05 là biểu thức thứ nhất chia A và B. Tiếp theo chia A và B nữa là chúng ta dùng công thức cháy. Đúng không em? Công thức cháy. K là bằng 0 này, trừ đi 1 này, trừ 1 phần 2 nhân cho 0,05. K thằng này là bằng 2, 2 trừ 1 B. K thằng này là 4, 4 trừ 1 C. Xin lỗi, đây là A chứ. Đây là B. Và sẽ lấy số mol CO2 trừ đi mol nước. Để em tính cho thầy A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Khi có A, B rồi thì bỏ toàn C nữa là hết bài toán. Rất là dễ luôn. Tính đi. 0,12 với 0,08. 0,12 với 0,008. Rồi. 0,12 và 0,08. Thì khi đó chúng ta đi BT bảo toàn C. 0,05N trung bình. Được chưa? Cộng cho bao nhiêu nhỉ? Thằng này là 0,12 nhân M. Đó, 0,12 nhân M bằng 2 rồi. 0,12 nhân 2 cộng 0,08 nhân cho 4 bằng 0,68. Từ đây em sẽ tính được cái gì? N trung bình bằng bao nhiêu? Chắc cỡ có một phẩy mấy thôi. Bao nhiêu ơi? Ở đây mình tính là bằng 2,4 thôi. Không biết các bạn tính bằng bao nhiêu? Hai phẩy tư đúng không em ơi? Dạ. Nhưng mà bài nó còn hai nữa đúng không? Tới đây khi đó mình biết là tổng số mol bao giờ bao nhiêu rồi, một này, hai này, tổng số mol là 0,25 rồi đúng không em? Đúng không ạ? Yêu cầu chúng ta này tính phần trăm thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn. Như vậy chúng ta có như sau: tổng số mol amin chúng ta là 0,05. Amin chúng ta bây giờ có A và B, thì đây là A1 đi, đây là A2. A1 chúng ta là có C nhỏ hơn là C2 H5N xin lỗi H7N.
Còn thằng tiếp theo là C3H9N, đúng không ạ? Người ta yêu cầu chúng ta là tính cái A2 này này. Như vậy mình sẽ có như sau. Mình sẽ có là mol của C2H7N chia cho mol của C3H9N. Chúng ta sẽ dùng quy tắc đường chéo dành cho C trung bình. Trung bình của mình là 2,4. Đường chéo trừ trừ đường chéo. Dưới kéo lên, trên kéo xuống, ba kéo lên. Trên là hai kéo xuống, rồi bằng bao nhiêu? Trên 0,6 dưới 0,4, như vậy tỷ lệ là bằng 3 trên 2. Mà tổng thằng này 0,05. Như vậy thằng này sẽ là tương ứng 0,03 mol và thằng này tương ứng 0,002. Được chưa? Khi đó hiển nhiên em tính được phần trăm về thể tích của C3H9N, phân tử khổ lớn hơn mà. Hay nói khác là bằng phần trăm về số mol của hắn. Chúng ta lấy mol nó chiếm đây 0,02, chúng ta chia tổng là 0,25 nhân cho 100. Bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? 12%. Có bị nhầm không em? Bằng 8% chứ. Nhưng lớn hay nhỏ? Có phân tử khối lớn hơn mà. Nhầm đây. Bằng 8% đúng không em? Dạ. Ta đây mà còn bị sai nữa hơi dở. 8% này. Câu A này. 12% là bỏ này. Mấu chốt ở đây là phải cái phân tích được cái hát trung bình này này. Đây là cái chìa khóa. Với lại người ta cho khí nữa. Thì đây là hai cái khóa. Để giờ có khí là mình kiểm soát được số C của hai hydrocarbon. Thế thôi. Thầy ơi em nghĩ Bài này khá là hay. Đúng chưa? Bài này khá là hay em nha. Nói chung là câu này có nhiều ý tưởng táo bạo và độc đáo.